Thưa quý vị và các bạn, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hồng Trinh là một trong những doanh nghiệp tư nhân có bề dày hoạt động và gắn bó cũng như có nhiều đóng góp trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh tại tỉnh Quảng Trị. Chuyên mục Tiếng nói từ doanh nghiệp hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về doanh nghiệp này qua phóng sự sau đây. Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hồng Trinh là một doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực thương mại tại tỉnh Quảng Trị hàng chục năm nay và đã trở nên quen thuộc không chỉ với người tiêu dùng ở địa phương mà còn vươn ra các tỉnh lân cận Quảng Bình, Thừa Thiên Huế. Cơ ngơi chính của doanh nghiệp này được tạo dựng tại khu công nghiệp Nam Đông Hà và mạng lưới phân phối các loại xe đạp, phụ tùng xe máy, xe đạp ở thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị, cũng như hệ thống bán lẻ trong toàn tỉnh. Đến thăm doanh nghiệp này, chúng ta sẽ chứng kiến một không gian làm việc khá bài bản, chuyên nghiệp trong không khí nhẹ nhàng, nghiêm túc, khác hẳn với những cơ sở sản xuất kinh doanh ồn ào, xô bồ vẫn thường phổ biến. Từ bộ phận hoạt động gián tiếp cho đến những công nhân lao động trực tiếp đều cố gắng làm tròn phần việc của mình. Từ nhiều năm nay, doanh nghiệp Việt Hồng Trinh đã chú trọng công tác sản xuất kinh doanh, phân phối, tăng cường quảng bá và xây dựng thương hiệu của mình. Chính vì vậy, hàng hóa ngày càng phong phú và chú trọng đến nhu cầu của khách hàng, đến công tác chăm sóc người tiêu dùng, công tác khuyến mãi để tạo dựng thị phần trên thị trường. Doanh nghiệp Việt Hồng Trinh đã không ngừng mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh ở một địa bàn còn gặp không ít khó khăn như Quảng Trị. Về công ty thì mình đã có một cái công đoàn hoạt động rất hiệu quả. Công đoàn cơ sở Việt Hồng Trinh thì đã có từ năm 2009. Và vừa rồi đấy thì cách đây khoảng vừa đại hội công đoàn và vừa thành lập chi bộ đảng. Cấp trên cũng cho mình thành lập một cái chi bộ đảng Việt Hồng Trinh. Thì đầu tiên là mình có được 5 đồng chí đảng viên. Và đó là công ty xác định đó là một cái những cái hạt nhân đỏ, những cái hạt giống đỏ mà cái nòng cốt để mà giúp công ty phát triển ngày càng tốt hơn. Về cái ngành hàng thì chủ yếu là phụ tùng xe máy, rồi xe đạp, xe điện, nói chung là các cái phương tiện sạch và các cái hệ phụ tùng thay thế của xe máy và xe đạp, xe điện là chủ yếu. Nằm ở môi trường này thì tôi cũng rất là hài lòng. Các ngày nghỉ lễ Tết ấy, thì đều được nghỉ đầy đủ theo các chính sách của nhà nước, vẫn đóng bảo hiểm đầy đủ cho toàn bộ cán bộ nhân viên, công nhân viên, rồi có thường có cả ban công đoàn rất là quan tâm đến đời sống của công nhân, nhất là đối với phụ nữ. Phải thừa nhận rằng, môi trường làm việc của doanh nghiệp Việt Hồng Trinh là khá tốt trong bối cảnh hiện nay, đảm bảo một không gian dễ chịu, chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, cũng như cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và thân thiện với con người. Một điều không phải đơn vị nào cũng làm được trên địa bàn tỉnh ta. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi và sự phát triển của công ty, thì doanh nghiệp Việt Hồng Trinh cũng gặp một số khó khăn cần được các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết. Hiện nay mà nói về khó khăn của công ty thì khó khăn nhất là cái vấn đề nước sinh hoạt ở đây. Nước sinh hoạt đấy điện thì có đầu năm 2015, nhưng mà công ty mình lên đây thì 2007 ấy, mà đến 2015 mới có điện. Còn nước thì đến hiện nay vẫn chưa có, nước sinh hoạt vẫn có mà chủ yếu là mình dùng nước đóng chai để phục vụ cho mọi cái sinh hoạt của cán bộ công nhân viên đây. Thì cũng biết làm cách nào, mình cũng có kiến nghị nhiều lần rồi nhưng hiện nay thì vẫn chưa khắc phục được tất cả cái doanh nghiệp ở dọc cái đường chính này. Từ dưới ngã tư kia lên thì toàn là dùng nước đóng chai, còn lại là khoan nước ngâm để mà phục vụ cho những cái việc khác. Còn cái mà cái cửa khẩu mình xuất đi, mình nói nhập thì nhập thì ok rồi, nhưng mà cái xuất đi, nếu như mình xuất đi mà nếu mà cửa khẩu hải quan bên Lào mà nó đồng bộ hóa một cái, tức là nó không có cái quyền ưu tiên, không có cái cửa sau cửa trước mà nó chỉ có một đồng loạt là đi chính ngạch thôi mới cho qua, thì đương nhiên là mình làm được. Doanh nghiệp Việt Hồng Trinh đã từng bước xây dựng được thương hiệu của mình. Bên cạnh sự nỗ lực tự thân của doanh nghiệp, nếu những trở ngại trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh được chính quyền quan tâm tháo gỡ, đồng hành cùng doanh nghiệp, thì đó sẽ là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững. Bởi một doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, muốn ngày càng thành công, bên cạnh sự phấn đấu không ngừng nghỉ của chính mình, rất cần đến những cơ chế và chính sách phù hợp, những hỗ trợ thiết thực và kịp thời của chính quyền các cấp, của các ngành chức năng để tiếp sức cho doanh nghiệp trong hành trình sản xuất kinh doanh. Đương nhiên với điều này, doanh nghiệp Việt Hồng Trinh cũng không là ngoại lệ. Chính vì vậy, chúng ta mong rằng điều đó sẽ sớm trở thành hiện thực trong thời gian tới. Chuyên mục Tiếng nói từ doanh nghiệp đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.